2019, chúng ta đang có mặt tại trường Tuệ Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Và bài chia sẻ hôm nay có chủ đề đó là đã đến lúc làm chủ cuộc đời mình. Trong khi chúng ta thiền tập, chúng ta luyện cho mình một cái kỹ năng đặc biệt, đó là chúng ta tách lìa ngoại cảnh, các yếu tố tác động ở bên ngoài. Chúng ta thường bị lôi kéo bởi ngoại cảnh, những cái hoàn cảnh rất là hấp dẫn lôi kéo chúng ta đi, hoặc là chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm bổn phận, phải thế này phải thế kia, cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, cả đời sống vì người khác, chạy ngược chạy xuôi để lo toan tất cả mọi thứ ở bên ngoài, với một niềm tin vững chắc rằng nếu mà mình dàn xếp mọi thứ ổn hết thì mình sẽ bình an, mình sẽ ổn. Nhưng mà trên thực tế thì nó cũng có ổn thật, nhưng mà trong một cái thời gian rất là ngắn, rồi lại có những cái điều bất như ý, những cái biến cố, những cái xáo trộn xảy ra, rồi mà lại tiếp tục ba giò bốn cẳng để mà chạy đi giải quyết các vấn đề. Và kể cả đối với những người thân yêu bên cạnh cũng vậy. Mình đã cố gắng làm vừa lòng họ lắm rồi, nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng không vừa lòng mình bởi một số cái quan điểm, một số cái nhận thức, một cái cách sống nào đó. Rồi mình lại vô tình làm phiền lòng họ. Và dần dà mình sống vì người khác trong ngoặc kép nhiều hơn là vì mình. Tôi nói trong ngoặc kép có nghĩa rằng là chưa chắc mình nghĩ là mình đang vì người khác, nhưng mà kỳ thực là bên trong nó có nhiều thứ nó thuộc về mình lắm. Nếu mà mình đi vào phòng thí nghiệm của tâm lý, mình có một cái phòng lab của nghiên cứu về cái mind của mình, giả dụ như mình có cái đó, mình cắt từng lát cảm xúc của mình ra, cắt từng lát của những cái suy tưởng của mình ra, từng cái suy nghĩ, từng cái lời nói và hành động, thì nó không hẳn như là mình đang nghĩ đâu, không hẳn như là mình đang thấy đâu, nó có nhiều thứ ở bên trong đó. Thì trong đó có thể là mình cũng thấy là mình cũng có động cơ là vì người. Và bây giờ có rất nhiều dự án vì cộng đồng, danh nghĩa là vì cộng đồng, nhưng mà bên trong nó cũng chưa chắc 100% là vì cộng đồng. Nhiều khi vì cộng đồng có 10% thôi, 90% là muốn thỏa mãn bản ngã, muốn thể hiện, muốn chứng tỏ, muốn chinh phục, muốn làm một cái gì đó mở ngoặc cho đời, cho người, đóng ngoặc. Nhưng mà nếu đời người không cần nữa thì mình có làm nữa không? Vẫn cứ làm. Người thương mình không cần mình thương nữa mà mình có ngưng thương được không? Vẫn cứ thương, vẫn cứ chăm sóc, vẫn cứ tấn công về phía ấy, mặc dù bên ấy đã rất ngán rồi. Thì nhiều khi cộng đồng cũng không muốn đón nhận những tác phẩm của mình đâu, nhưng mà mình nghĩ vậy thôi. Vì cộng đồng chỉ là một cái cách nói, mình tưởng rằng là mình có một suy nghĩ hướng tới cộng đồng, nghĩa là tất cả mọi hành động của mình đều vì cộng đồng. Không hẳn đâu. Nhiều khi đó chỉ là cái tâm ban đầu, cái beginner's mind thôi, sơ tâm. Cái tâm ban đầu nó phát lên nó rất là đẹp, nó rất là lung linh. Nhưng mà đoạn đường đi về đích nó còn nhiều thay đổi lắm, mà phần lớn là bị sự giật dây của phiền não, của bản ngã. Mình cũng nghĩ là mình đưa người đó vào trong cuộc đời mình là vì mình rất thương người đó chứ, phải thương thì mới đưa vào chứ, phải không? Nhưng mà bên trong nó không hẳn vậy đâu. Nó còn có thương mình, nó có những cái thèm khát, có những cái khát khao, có những cái chỗ hổng cần được lấp đầy, có những cái nhu yếu mà bên kia có thể san sẻ được. Thì cái đó có phải là vì người hoàn toàn đâu, có vì mình mà. Nhưng mà vì mình có sai không? Không hẳn là sai, nhưng mà mình cần nhận thức chính xác, cần gọi đúng tên là tôi có vì em, nhưng mà tôi có vì tôi. Tôi có vì anh, nhưng mà tôi cũng có vì tôi chứ. Tại vì tôi đâu phải là một bậc tu hành hay là một bậc thánh đâu mà vì đối tượng bên ngoài không.
Cho nên khi mà ai nói là vì mình thôi đó, thì mình mỉm cười, làm ơn đi, nhìn kỹ lại đi, sao mà vì tôi được. Nếu tôi tặng cho anh một cái cảm giác rất là khó chịu đó, một lời chê bai, một sự chỉ trích, một sự tấn công, anh còn dám vì tôi không? Nếu mà tôi phụ bạc anh, thì anh có nghĩ là anh còn vì tôi nữa không? Vậy thì vì tôi nó vẫn còn điều kiện phải không? Điều kiện là tôi phải thế này thế kia thì anh mới vì tôi được. Thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta có hiến tặng, nhưng mà chúng ta cũng cần phải được nhận lại. Chỉ có điều là cái sai của chúng ta là chúng ta cho đi rất là ít mà đòi lại thì rất là nhiều. Làm cho người khác có hạnh phúc thì rất ít, mà làm khổ người khác thì rất là nhiều. Chỉ có điều là chúng ta hiểu lầm chúng ta, chúng ta gọi sai, đặt tên sai cái cảm xúc của mình, cái hành động của mình, đó là vì người. Mà không ngờ rằng sâu bên trong đó, mình rất là vì mình. Thì cuộc sống mà có người họ hành động vì cộng đồng, vì người khác đã là hay rồi. Tại vì trong một cái giai đoạn mà người ta sống vì bản thân nhiều quá, một cách rất là lộ liễu, một cách rất là gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, thì những người thực hiện những dự án cộng đồng, sống biết vì người khác thì rất là tốt. Chỉ có điều rằng chính chủ nhân đó họ hiểu lầm bản thân họ, để rồi khi họ làm những cái dự án cộng đồng họ vẫn đau khổ, họ giúp nhiều người họ vẫn đau khổ. Là tại vì trong cái việc làm của họ nó có cái sự trông chờ, có cái sự kỳ vọng. Mà trông chờ kỳ vọng có nghĩa là vì cái tôi của mình, vì mình. Vậy thì mình cho rằng là cả cuộc đời của mình, mấy mươi năm qua cho tới giờ phút này, mình chỉ sống vì người khác trong ngoặc kép, và mình chưa có sống cho chính mình. Và đôi khi mình còn nghĩ đó là một cái sự hy sinh cao cả, nhưng mà kỳ thực đó chỉ là một cái sự vướng mắc thôi, mắc kẹt, không có thoát ly ra được. Mình không thoát ly ra hai cái thứ ghê gớm nhất trong cuộc đời của mình, hai cái con bạch tuộc khổng lồ. Một là công việc, hai là tình cảm, sự yêu thương. Và cái công việc mình nó làm cho mình cạn kiệt năng lượng. Mình không có làm như chơi được, mình làm như điên hay là làm như trâu, làm quần quật. Trước khi mình nhận cái dự án đó và sau khi nhận dự án đó nó khác nhau nhiều lắm. Trước đó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Còn sau khi nhận dự án rồi thì phờ phạc, bản ngã to đùng, căng thẳng, mệt mỏi, stress, rồi depression, trầm cảm. Rất là khó để mà làm chủ được công việc. Và cái đối tượng ghê gớm thứ hai đó là người ấy, người mà ta thương yêu nhất, người mà gần ở bên ta nhất, chính là người làm khổ ta nhiều nhất, chính là người làm chúng ta phải khổ tâm lao trí, làm cho chúng ta phải mất rất nhiều năng lượng để suy nghĩ về, làm cho chúng ta phải mời lên rất nhiều phiền não, tham sân si để ứng phó, để giải quyết với họ. Từ khi họ bước vào trong cuộc đời mình thì họ cũng cho nhiều hoa thơm trái ngọt, làm cuộc đời mình trở nên thú vị hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng mà họ lấy đi cũng không phải là ít. Họ lấy nhiều nhất là cái gì? Là sự tự do của mình. Có thể nhiều khi họ không có cướp lấy đâu, mà mình hiến tặng toàn phần. Anh ơi, làm chủ cuộc đời của em đi anh. Em cô đơn quá, em lạc lõng quá, anh bước vào đây cho em dựa toàn tập đi. Rồi cuối cùng nói là mất hết tự do. Mà con người đâu phải chỉ có khát khao về thỏa mãn cảm xúc. Con người đâu chỉ cần những chỗ dựa về tinh thần. Có những lúc con người tưởng là chỉ cần như vậy thôi. Con người tưởng rằng mình chỉ cần được công nhận, cần được nể phục, cần được yêu thương, cần được nâng đỡ, chỉ thế thôi. Thì đúng là con người cũng cần những cái nhu yếu đó, nhưng mà không chỉ là như vậy. Rồi sẽ có lúc
chúng ta lại đòi hỏi, mong muốn nhiều hơn. Chúng ta muốn được tự do, muốn không ai xiềng xích mình hết, muốn không ai ra quyền điều khiển mình hết, muốn được là chính mình, muốn không phải trình diễn, không phải đối phó nữa, muốn sống thật với bản thân, muốn thoát ly ra những gì nó làm cho mình bị giới hạn bé nhỏ. Trong một lúc tĩnh tâm nào đó, mình muốn hướng thượng, muốn phát triển hơn con người của mình. Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận ở khoảng 830 mấy của Trung Hoa có một bài thơ mà tôi rất là yêu thích. Bài thơ này nó luôn nhắc nhở tôi về cái ý chí muốn vượt thoát những cái giới hạn tầm thường của mình. Đó là bài Trần Lao Quýnh Thoát Sự Phi Thường. Hệ bả thằng đầu tố nhất trường, nhất thị bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Trần Lao Quýnh Thoát Sự Phi Thường, bạn muốn thoát khỏi trần lao này đó, những cái ràng rịch, những cái trách nhiệm bổn phận làm cho con người bạn nó phờ phạc, cạn kiệt năng lượng và cực kỳ bé nhỏ đó, thì đó là một cái suy nghĩ rất là phi thường, rất là không bình thường, rất là động trời. Phải giá như trước khi mà mình đưa người ấy vào trong cuộc đời mình thì mình suy nghĩ điều đó đi. Không chịu. Muốn có một mái ấm gia đình, rồi muốn có được người nâng khăn sửa túi, muốn có người chia sẻ những cái điều đó rất là con người. Rồi ở người ta mấy năm cái giờ anh đi tu nhé. Bây giờ em chỉ muốn bước ra khỏi những cái sinh hoạt nó rất là tầm thường, tầm phào, tối ngày cứ ghen tuông, suốt ngày cứ canh me, suốt ngày cứ giận hờn, những cái điều rất là nhỏ nhặt. Em muốn sống một đời sống tự do mà nghiệt không? Cưới người ta rồi, có mấy mặt con rồi, giờ muốn tự do là tự do cái nỗi gì? Nhưng mà bên trong nó cứ thôi thúc, mình suy nghĩ là mình phải là cái gì đó lớn hơn cái mình đang là, thì nó mới đã. Tôi thì không có giác ngộ gì lớn lao hết. Tu nay 26 năm và hành thiền là 16-17 năm. Rồi có nhiều thứ mình cũng chưa có hài lòng về bản thân của mình, còn phải điều chỉnh, sửa chữa rất là nhiều. Và luôn lấy cái thần tượng idol của mình là Đức Phật, mà gần hơn là Thiền sư Lằng Mai và Thiền sư Sao Te Chaneja, người Miến Điện, để mà soi rọi, để nhắc nhở mình là mình phải cố gắng hơn nữa. Dĩ nhiên là không có áp đặt bản thân quá mức, phải hiểu và nâng đỡ mình một cách hợp lý, nhưng mà luôn luôn tìm cách bứt phá ra những cái giới hạn mà mình đang có khuynh hướng đóng lại và hài lòng thỏa mãn với nó. Khi tôi viết cuốn Hiểu Về Trái Tim thì có thể nói đó là tất cả những cái tinh hoa mà mình có được tại thời điểm đó. Trong đó nó có cái kinh nghiệm tu tập, có những cái trải nghiệm thương đau, nhưng mà nó còn những thứ khác quan trọng nữa. Nó có tuệ giác của Đạo Phật, nó có những cái kinh nghiệm quý giá của các bậc thầy tâm linh, của truyền thống văn hóa Việt Nam. Kể cả nhạc Trịnh Công Sơn cũng được đưa vào hỗ trợ, hay là thơ của Nguyễn Du. Nhiều thứ, nhiều chất liệu mà tôi đã quan sát được, tích góp được trên cái con đường tu luyện của mình. Cho nên mình nhìn vào cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, mình biết nó không phải của riêng mình. Mình chỉ là một phần ở trong đó thôi. Dù hiểu như vậy nhưng mà mình vẫn cho rằng đó là cái tác phẩm đầu tay của mình, nó rất là thành công. Tôi còn nhớ những cái vị thầy lớn của tôi đó,
Như là Thiền sư Làng Mai ngày xưa mà những cái cuốn sách đầu tiên thầy tôi kể là phải in bằng tay, tự gõ trên máy, rồi in bằng tay vài chục cuốn tặng những cái người thân tín nhất thôi. Mà cái thời của mình nó có quá nhiều sự thuận lợi. Điều đó thì nó cũng giúp mình ở một cái khía cạnh nào đó, nhưng mà nó cũng nguy hiểm. Nó làm cho mình dễ thỏa mãn, dễ hài lòng. Cho nên tôi nhìn vào cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, nhất là nhận được sự ủng hộ rất lớn của đại chúng, thì tôi biết mình không phải là cái cuốn sách đó hoàn toàn. Nói đúng hơn là tôi nhỏ hơn cái cuốn sách đó. Cuốn sách đó chia sẻ nhiều cái bí quyết, giải mã nhiều cái cung bậc sâu kín trong tâm hồn, và đưa ra những cái phương pháp thực tập làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc rất là tốt. Nhưng mà tôi thì chỉ đạt một phần lớn cuốn sách đó thôi, còn vài phần mình chưa có làm được. Nhưng mà mình biết cái điều đó đúng, cái điều đó từ tuệ giác của Đức Phật và các vị thầy tâm linh, cho nên là mình cũng đưa vào để hiến tặng cho đại chúng, chứ không phải là chờ tới khi mà mình làm xong hết rồi thì mình mới cho đại chúng biết. Và tôi thừa nhận là cái cuốn sách đó lớn hơn mình, nhưng mà tôi không thể để cái cuốn sách đó nó án trước mặt mình được. Và tôi nghĩ rằng là mình phải lập tức nỗ lực tu luyện thêm để ngang bằng, ít nhất là ngang bằng với cuốn sách đó, với những gì mà người ta đang hiểu về mình. Thậm chí đại chúng còn tưởng tượng nhiều hơn về tôi nữa. Và tôi rất là tỉnh táo về điều đó, không bao giờ ảo tưởng hóa bản thân mình hết. Và rồi thì tôi nghĩ rất là nhiều phương cách để vượt qua cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim. Và nếu được thì cần phải lớn hơn cuốn sách đó nữa thì mới có cuốn sách khác được. Chứ còn ngang bằng với cuốn sách đó thì làm gì có thêm một tác phẩm làm như chơi, hay là sắp tới là những cái cuốn khác. Cho nên là tôi quyết định xách ba lô đi bụi. Xin lỗi, đi tu bụi. Đi bụi mà có tu. Và cứ đi vậy thôi, chứ tôi không biết rằng là mình có thành công hay không. Nhưng mà mình tin vào pháp môn, cái cách mà mình an trú trong từng giây phút, sống hết lòng, sống chân thật, làm chủ chính mình trong từng giây phút, bất cứ chuyện gì xảy ra mặc kệ, dù là có rất nhiều hiểm nguy, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà mình tin vào cái bản thân của mình. Thì thật ra cũng có những lúc rất là sợ hãi, có lúc cũng muốn chùn chân, muốn bỏ cuộc. Nhưng mà vì thật ra thì trên cái con đường tu hành 26 năm qua của tôi, chưa có bao giờ tôi muốn nghỉ tu hết. Trừ một cái giai đoạn là song thân tôi mất, tôi có hoài nghi về cái phương pháp tu hành, thì có muốn dừng lại thôi. Nhưng mà cái ý nghĩ nó đến rồi nó đi rất nhanh. Chắc là mình sinh ra để làm thầy tu, thấy làm thầy tu là hợp nhất. Mặc dù là cũng thử nhiều vai, làm nông dân, rồi làm dân đi bụi, rồi làm chuyên gia trị liệu tâm lý, rồi dạy kỹ năng cho các em sinh viên vân vân, nhưng mà mình thích làm thầy tu nhất. Tại vì làm thầy tu là mình được tự do nhất. Và trong cuộc hành trình đó thì và tôi đã sống một cách rất là tự nhiên, nhưng mà mình hướng tới cái phát triển tâm hồn của mình, tập trung phát triển ở bên trong và nhìn vào những cái giới hạn, những cái yếu kém của mình để vượt qua. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi mình quên luôn cái suy nghĩ là mình đang muốn hướng thượng, mình muốn phát triển lên cao, hay là mình muốn vượt qua những giới hạn của mình. Đơn giản là chỉ là một đời sống, mà trong đó mình sống rất là tỉnh, sống rất là trọn vẹn, sống rất là tự do cho chính mình, thì nó vượt ra khỏi giới hạn mình hồi nào mình không hay. Để rồi mình có tự tin để viết cái cuốn sách kế tiếp, trong một cái niềm tin rằng cuốn sách thứ hai này nó có những cái khám phá, có những cái trải nghiệm, có những cái sự trưởng thành hơn cái cuốn sách thứ nhất. Và nhiều khi tôi nhìn vào cái cuốn Hiểu Về Trái Tim đọc lại thì mình cũng tủm tỉm cười, là mình thấy chỗ này diễn đạt hơi ngộ ha, hơi sơ sài quá, hoặc là hơi vụng về, hoặc là thiếu sáng tỏ. Mà cũng thèm edit lại một lần nữa, nhưng mà mình nghĩ không nên. Tại vì cái tác phẩm này nó diễn đạt đúng cái khả năng, cái trình độ của mình tại thời điểm đó, chứ không thể nào kỳ vọng nhiều hơn được. Mình đã làm hết mình rồi, thì nếu muốn làm thì còn nhiều cơ hội để làm những cái tác phẩm kế tiếp. Và
Tôi luôn nhớ đến cái lời động viên của thiền sư Hoàng Bá: trần lao quýnh thoát sự phi thường. Và kể cả bây giờ thì tôi cũng muốn, không phải là muốn trở thành người phi thường để được sự kính trọng ngưỡng mộ của mọi người, mà biết rằng nếu mà mình có nội lực hơn, có trí tuệ hơn, có từ bi hơn, thì mình sẽ giúp được rất là nhiều người. Và cái hạnh phúc của tôi bây giờ nó không phải nằm ở cái nơi mà người khác kính trọng ngưỡng mộ mình. Tôi không bao giờ đi lang thang trên các trang mạng hết để mà đi tìm coi người ta nghĩ gì về mình. Và kể cả mình cũng không có nhiều thời gian để mà gặp gỡ, tiếp xúc với những người họ đến với mình chỉ vì họ ái mộ thôi. Và tôi chỉ dành thời gian đó để giúp bệnh nhân. Và thật ra thì cũng có những lúc thèm được gặp những người không có bệnh. Xin lỗi là tôi không có ý là tất cả những người gặp tôi đều có bệnh hết. Nhưng mà tại vì một cái giai đoạn mà mình mở ra cái chương trình ngồi chơi với trầm cảm, thì tự nhiên là mình sẽ hút những cái người họ có khó khăn như vậy họ đến với mình. Thì đó là niềm vui của tôi. Niềm vui là mình được giúp đời, giúp người. Tại vì có những cái ca, có những cái trường hợp mình không có giúp tận cùng được. Nhưng mà mình, khi mà họ tư vấn với mình, thì mình cho họ cái niềm tin là trên đời này có những người họ làm những công việc này, có những người họ lắng nghe bạn, họ không có phán xét, họ hiểu bạn, và rồi họ chỉ cho bạn một cái phương cách. Bạn có làm được hay không thì nó còn dựa trên nhiều cái điều kiện nữa, nhưng mà cơ bản là tôi ngồi đây với bạn và tôi sẽ cố gắng cống hiến hết cái khả năng của mình cho bạn, thì đó đã là một cái món quà rồi. Huống hồ gì mình có thể làm tốt hơn trong một số trường hợp, tức là đồng hành để trị liệu cùng với họ. Và niềm vui của tôi trước đây cũng như thỉnh thoảng bây giờ, đó là được đứng giữa đất trời thênh thang. Tôi rất là ưa trở về miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào mùa thu để ngắm mùa thu rất là đẹp. Và nhiều khi tôi bỏ cả nhiều ngày, cả tuần lễ đi lang thang trong rừng ngắm mùa thu rất là tự do. Và tôi luôn bị thu hút bởi những cái gam màu rất là đẹp của lá vàng. Tôi thích đi giữa mùa thu còn hơn cả mùa xuân nữa. Nhưng mà ở cái vùng mà tôi ở trước đây là Hoa Thịnh Đốn, thì mùa hoa đào nở tháng 4 cũng đẹp vô cùng. Và tôi thấy mình được có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Có lúc mình làm việc rất là nhiều, cống hiến rất là nhiều, có lúc mình được tự thưởng cho mình. Mà tôi thưởng cho mình là những giây phút tự do nhất, được sống với thiên nhiên, được sống với chính mình. Và tôi cảm ơn cuộc đời này rất là nhiều để đã cho tôi rất nhiều điều kiện, trong đó có những cái nghịch cảnh, trong có những cái thuận duyên. Mà nghịch cảnh á, đối với trường hợp của riêng tôi, nó giúp tôi bứt phá nhiều hơn là sự thuận lợi. Cho nên Đức Phật mới nói là không chỉ có thuận lợi đó nó mới tạo cho sự tăng trưởng, mà nghịch duyên á, nó cũng tạo sự tăng trưởng, gọi là nghịch tăng thuận duyên. Và lúc mình chánh niệm không có tròn đầy thì mình lại rớt xuống con người nó hơi tầm thường một chút. Cũng có những cái phản ứng, những cái suy nghĩ nó không có thuần khiết, không có trong trẻo, không có thánh thiện. Nhưng mà mình không có phán xét bản thân, hoàn toàn ghi nhận cái trình độ mình đang có, nó đang là như vậy, và hoàn toàn hoan hỷ chấp nhận. Và một trong những cái bí quyết mà tôi tìm được trên những cái con đường tu luyện của mình, mà trước đây tôi không có được các vị thầy mình nhắc nhở điều đó, phải trên 10 năm sau thì tôi mới biết một trong những cái nguyên tắc để tu luyện thành công, hãy đi tới sự thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống, đó là phải ghi nhận trung thực cái khả năng, cái trình độ đang có của mình. Và nói về tâm lý thì cái tình trạng đang có của mình, mà không có chê bai, không có phán xét, không có lên án, không có ghét bỏ, để rồi mình tự mở cho mình một cái lối thoát.
Nếu mình còn ảo tưởng về bản thân á, hoặc là mình đánh giá thấp, tự ti mặc cảm về bản thân á, cả hai cái tâm lý tương đãi đó đó, nó sẽ không giúp cho mình phát triển hay là đi xa được. Cho nên phải học cách ghi nhận trung thực, ít nhất là trung thực với chính mình, mình đang là như vậy đó. Và cái thái độ thứ hai quan trọng nữa là mình hoàn toàn hoan hỷ chấp nhận, không có giá như mà không ước gì được. Mà ngày xưa tôi cũng đã từng nghĩ là, tôi đã từng nghĩ khi mà tôi mới bắt đầu tu thiền một vài năm, tôi đã ước gì mà tôi xuất gia là tôi tu thiền liên thì chắc là bây giờ mình rất là giỏi. 10 năm đó mình tu thiền là bây giờ là 12 năm rồi thì rất là giỏi. Nhưng mà chưa chắc, nếu lúc đó mình gặp thiền sư chắc mình cũng quánh mặt quay đi, nhiều khi mình còn lên án thiền sư nữa. Cái nhân duyên nó chưa có đủ là nó chưa có đủ thôi. Mà nếu như không có những cái giai đoạn mà mình không có nhiều hạnh phúc, nhiều chuyển hóa trên cái con đường tu luyện, không có một cái tai nạn lớn trong cuộc đời như là tôi đã trải qua đó, thì chưa chắc là tôi bứt phá ra được khỏi nó. Nhiều khi mình sẽ an trú trong cái thế giới làng nhàng tầm thường của mình, mình thấy nó cũng êm ái, thấy nó cũng dễ chịu, thấy nó cũng ổn mà. Rồi mình tự mặc định mình chỉ là như vậy thôi. Chắc là quý vị còn nhớ câu chuyện tôi kể nhiều lần, và đặc biệt trong cuốn Làm Như Chơi, là ngày xưa có một con bò. Tôi kể tóm tắt lại là cả gia đình 8 người mà không có làm việc gì hết để sống mưu sinh, quanh quẩn là chỉ dùng sữa bò. Mà có một con bò nó lúc nào nó cũng cung cấp sữa cho gia đình, mặc dù là không có đủ. Họ xanh xao vàng vỏ như vậy nhưng mà họ nghĩ thôi vậy cũng được rồi. Và tại vì trong cái làng nó cũng nghèo đó, một gia đình mà có một con bò như vậy là cũng là quý hóa rồi. Đó cũng là niềm an ủi, một chút tự hào cho gia đình. Rồi mãi tới khi là có một cái vị thầy dắt một người học trò đi ngang qua tá túc ở nhờ. Rồi người thầy biết được cái câu chuyện gia đình đó, và người thầy đã làm một cái chuyện động trời, đó là rút con dao ra cắt cổ con bò. Con bò chết tươi. Cái hành động đó khiến cho người học trò rất là phẫn uất người thầy. Không hiểu người thầy mình dạy một cái bài học gì kỳ cục mà phải sát sinh. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là gia đình người ta chỉ có một con bò thôi, sống chỉ nhờ vào con bò. Mà lấy cái con bò đi rồi thì họ sẽ sống làm sao đây? Học trò rất là hoang mang. Nhưng mà một năm sau trở lại đó, thì cái căn nhà lẹp xẹp ở cái bìa rừng kia nó mất đi, nó không còn ở đó nữa. Thì người học trò càng hoang mang dữ nữa. Người học trò nghĩ rằng là chắc là cái con bò đó chết rồi, thì họ đã lâm vào bước đường cùng đó, hoặc là tha phương cầu thực ở phương nào đó chăng. Nhưng mà bên cạnh cái miếng đất của căn nhà liêu xiêu lẹp xẹp đó thì là một cái căn nhà rất là khang trang, rất là đẹp. Thì khi người học trò tới gõ cửa thì chủ nhà bước ra chính là chủ nhà của căn nhà 8 người năm xưa, gia đình có một con bò. Thì người chủ nhà mới nói là cái lúc mà cái kẻ bất nhân nào nó giết chết con bò đó, thì chúng tôi rất là oán hận, rất là đau khổ đến tột cùng. Nhưng mà rồi thì chúng tôi cũng phải sống chứ, chẳng lẽ là ôm nhau khóc hoài khổ hoài sao? Chẳng lẽ vì con bò mà cả nhà chịu chết hết sao? Gia đình có ông bà, rồi cha mẹ và 4 đứa con. Cho nên cuối cùng chúng tôi phải đi ra phía sau vườn đào củ để mà ăn. Rồi thì chúng tôi mới xin hạt của những người hàng xóm để gieo trồng hoa màu. Rồi thì những cái mùa đầu thì cũng chỉ đủ sống thôi. Nhưng mà những mùa sau đó thì chúng tôi bắt đầu đem ra chợ bán, rồi mua một ít đồ lặt vặt đem về trong gia đình. Rồi từ từ suốt một năm như vậy chúng tôi đã bắt đầu phát triển. Tại vì chúng tôi đất rất là nhiều, chúng tôi không bao giờ ngờ rằng mình có nhiều đất tới như vậy, và đất tốt vô cùng, và mình có khả năng canh tác nữa. Và cuối cùng chúng tôi đã sửa sang được căn nhà rất là khang trang như vậy. Thì sau khi rời khỏi căn nhà đó, người thầy mới hỏi người học trò là con nghĩ như thế nào nếu gia đình đó vẫn còn giữ cái con bò đó, nếu con bò đó còn sống thì liệu gia đình này họ có đạt được cái kết quả như bây giờ không? Thì người học trò trả lời là dạ thưa thầy không. Thì người thầy mới nói thêm là khi chúng ta
có một vài điều kiện thuận lợi, đủ để sống sót, đủ để tạm ổn, đủ để cho mình một cái cảm giác dễ chịu rồi, thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt mãi vào trong đó. Và chúng ta nghĩ rằng đời sống mình nó chỉ là như vậy thôi, khả năng của mình cũng chỉ là như vậy thôi. Mà phải tới khi đó mình mất đi cái sự dựa dẫm đó, mất đi cái điều kiện để dựa dẫm đó đó, không còn gì nữa, thì buộc mình phải nhìn qua một cái hướng khác, buộc mình phải nỗ lực phấn đấu để tồn tại, vì đây là bản năng sinh tồn của mình mà. Và lúc đó có thể trong cái nỗ lực sinh tồn đó, mình sẽ nỗ lực vượt qua rất xa những cái giới hạn trước đây của mình. Mình dám làm những chuyện trước đây mình không dám làm, mình dám nghĩ những điều trước đây mình không dám nghĩ, tại vì có gì để mất nữa đâu. Còn trước đây có cái để mất, đó là con bò. Bây giờ phải giết con bò đi. Tại cần thầy Minh Niệm giết bò không? Phải mất đi. Nếu nó không tự mất đi thì phải nhờ ai giúp mình lấy nó đi. Tôi không đủ can đảm lấy cái đối tượng mà khiến tôi mắc kẹt vào trong đó ra, thì ai ơi từ bi và dũng lực giúp tôi lấy nó ra đi. Cho nên một cái sự thất bại nó không hẳn là một sự thất bại đâu. Cái người đó phụ bạc mình nó không hẳn là một sự đau thương đâu. Nó là một thông điệp. Đất trời đang gọi bạn, vũ trụ đang đưa bạn đến một cái nghịch duyên, một cái nghịch cảnh, để cho bạn phải tỉnh ra. Bạn đang bám vào cái gì đó, bạn đang giới hạn sự tầm thường của bạn đó. Bạn đâu phải chỉ là như vậy đâu. Đất trời đưa bạn tới đây đâu phải chỉ là tối ngày đi dành ăn, tối ngày đi giận hờn, tối ngày để mà chăm bẩm vào những cái điều nhỏ nhoi đó đâu. Đến đây để làm cho cuộc đời tốt hơn, đẹp hơn. Bạn có cái sứ mệnh cao cả hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhận ra tất cả những điều này khi chúng ta buông con bò đó ra. Bạn muốn lên nấc thang thứ tư thì bạn phải buông nấc thang thứ ba ra chứ. Mà bạn còn muốn lên nấc thang thứ 10 nữa kìa. Mà tại sao giờ này bạn cứ bám chặt vào nấc thang thứ ba đó và tự hào hãnh diện rồi mân mê đó, chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình cần phải hướng thượng, cần phải tiến xa hơn nữa. Trần lao quýnh thoát sự phi thường. Muốn đạt tới sự phi thường, muốn vượt thoát được trần lao, thoát được những cái giới hạn tầm thường mà của tâm thức chung cộng đồng đang sống, để mà không cần phải chạy lăng xăng đi tìm nhiều tiện nghi về vật chất, nhiều tiện nghi về danh dự, muốn hướng tới những cái giá trị tốt đẹp bền vững hơn, như là bình an, như là hạnh phúc, như là thương yêu, như là tự do, thì đó là chuyện động trời, đó là chuyện phi thường. Có dám hay không? Hệ bả thằng đầu tố nhất trường. Cái điều kiện tiên quyết đưa ra, nó có rất nhiều cái điều kiện, nhưng mà đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết. Đó là bạn phải, hệ bả thằng đầu là bạn phải nắm chặt cái đầu dây, không cho lơi lỏng, và phải quyết liệt cho tới cùng, phải kiên cường lên. Trần lao muốn thoát việc chẳng thường, nắm giữ đầu dây quyết kiên cường. Thì ở đây thiền sư đang nói tới cái việc tu luyện của chúng ta. Khi mà mình đã tìm thấy được cái phương pháp tu tập phù hợp, có kết quả, mình muốn bứt phá ra khỏi những cái đời sống mà nó rất là đáng chán, đáng bỏ đi, mình muốn làm mới con người của mình. Và trong cái lúc mà mình đi thiền hành, mình có những cái bước chân rất là bình an, rất là nhẹ nhàng, rất là thông dong. Cho nên là mình có một niềm tin rằng là mình làm một cái gì đó nó lớn hơn cái mình đang có. Nó có một số cái tố chất đặc biệt mà có thể lâu rồi mình chưa có nâng dậy, chưa có khơi gợi. Và trong lúc mà hành thiền, mình thấy mình ngồi rất là yên, rất là vững, và không có nhìn đồng hồ, không có nhìn giáo giác như những lần ngồi đầu tiên, không có bồn chồn, không có hồi hộp,
không có trộn rộn để ngồi cho xong để làm một cái việc gì đó, ngồi vững như là một ngọn núi. Thì bắt đầu mình có một cái niềm tin là mình có thể vững như vậy sao? Mình có thể yên như vậy sao? Mình có thể bất động ít nhất là trong nửa giờ hay là một giờ như vậy sao? Và nếu chúng ta trải nghiệm qua một cái khóa thiền nghiêm túc một tuần lễ, hai ba tuần lễ, thì mình thấy wow, mình đã đặt mình vào một cái môi trường tu tập rất là nghiêm ngặt, rất nhiều luật lệ, thời khóa liên tục, hành thiền liên tục, tưởng là bỏ cuộc trong một hai ngày đầu tiên rồi. Ai dè đâu mình cũng đã đi tới chỗ này, cũng tốt nghiệp được một khóa, rồi lại hai ba khóa, và đã có những cái chuyển biến bất ngờ. Biết lắng nghe hơn, biết lùi lại quan sát hơn, thay vì trước đây phản ứng rầm rầm. Và biết làm sao để mà chế tác ra một cái đời sống nó quân bình, nó cân bằng giữa công việc, giữa tình cảm và cho bản thân của mình. Thì mình thấy mình có một vài cái tín hiệu đặc biệt, và người thương mình cũng nhận ra. Cho nên là mình có niềm tin, mình muốn đi xa hơn. Tại vì mình biết rằng nếu mà mình chuyển hóa càng nhiều phiền não, buông bớt những cái bám víu cố chấp về bản ngã, thì cái chân trời tự do nó sẽ mở rộng trong con người của mình. Mình sẽ đạt tới cái trí tuệ, những cái thấy rất là sâu thẳm, tuyệt đối. Vậy cho nên là mình, nếu trong một cái nhân duyên nào đó thuận lợi, và cộng với những cái muốn quyết liệt á, thì mình đặt mình vào một cái môi trường chuyên tu. Thì ở đây Thiền sư Hoàng Bá nói là phải nắm chặt cái phương pháp đó, đặt mình vào cái khóa tu, cái pháp hành liên tục không cho ngơi nghỉ. Phải nắm chặt đầu dây, phải giữ chặt lập trường, giữ tâm mình liên tục. Nói về định thôi, thì mình thấy cái nguyên tắc của định là gì? Phải giữ tâm liên tục, không có được xoay người, không có được cử động, không có được mở mắt ra, không có để cho bất cứ vọng tưởng nào nó tràn vào. Tại vì mình nghĩ qua một cái đối tượng khác là định nó rớt ngay lập tức. Thì có thể con người của mình nó sở dĩ nó cứ nói theo cái từ của miền Bắc là nó dở hơi á, mà mình nó dở dở ương ương là mình tu thì cũng có tu. Hỏi tu thiền hồi nào? Dạ con tu nay 20 năm rồi. Nghe hết hồn vậy. Thì thật ra là mới biết thiền cách đây 20 năm thôi. Thành ra thì xin đại chúng làm ơn nói kỹ là dạ con tu thiền, con biết tu thiền cách đây là 5 năm, chứ không phải là con tu suốt ròng rã 5 năm. Thì đại chúng nói dạ con tu nay 5 năm thì nghe thì sợ lắm á. Tu 5 năm mà sao mà bị trầm cảm vậy? Nhưng mà biết từ ngày biết thiền tới bây giờ ngồi thiền được bao nhiêu lần, dự thiền được bao nhiêu khóa, có bao nhiêu giờ sống trong tỉnh thức đâu. Cho nên là mình cố biết tới thiền, có đi về đời sống tâm linh, rồi rất là hâm mộ tuệ giác đạo Phật, nhưng mà nó cũng nửa vời thôi. Khi nào khổ lắm thì mới tìm tới, khi nào bất an, khi nào có vấn đề rồi mới bắt đầu đi tu thiền hay là đi gặp thầy minh niệm. Cho nên cái số thầy minh niệm là toàn gặp những người đang bất an không à. Xin lỗi là đa phần chứ không phải là tất cả. Còn lúc mà ta hạnh phúc ta đi đâu á? Để biểu mình chọn cái công việc này thì mình phải chịu thôi. Cho nên vô tình được gặp một cái người đang rất là ổn, mình mừng lắm. Mình hưởng được cái năng lượng của họ. Mà đa phần đối tượng nó là em bé. Ở bên em bé rất là bình an, rất là hạnh phúc. Cho nên là tôi thích, rất thích giỡn với em bé. Hôm vừa rồi tôi ở bên Úc có một cái chuỗi thuyết giảng, thì hai anh thiền sinh có gửi hai nhóc ở với tôi để tôi huấn luyện nó sống có kỷ luật á, và tới để nói là tới nương tựa cái năng lượng của thầy. Nhưng mà tôi thấy tôi nương tựa vào các em nhiều hơn. Sau một cái chuỗi dài tư vấn tâm lý đầy mệt mỏi, thả các em tới, tôi giỡn với các em suốt. Mặc dù là các thầy trò cũng có chơi thể thao, cũng có ngồi thiền, hướng dẫn các em dọn dẹp nhà cửa, thức dậy đúng giờ giấc, sắp xếp mền gối cho ngăn nắp, nhưng mà ngoài ra thì đùa giỡn với nhau rất là nhiều. Và tôi thấy là ở bên các em bé đó, mình có rất nhiều năng lượng tích cực. Nhưng mà trừ trường hợp nếu mình bị trầm cảm, đừng ở gần em bé lâu ha, tội em. Thì nếu mà trong một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, mà thông thường nó không phải là thuận duyên đâu, theo thầy thì
kinh nghiệm bản thân thấy là nghịch duyên á, nghịch tăng thượng duyên, thì tự nhiên là mình muốn đi xa hơn trên con đường tu luyện này. Và thầy thấy tất cả các bậc thầy tâm linh trước thầy và ngang thầy đó, họ có cái xuất phát điểm đều giống nhau là từ những cái biến cố rất là lớn trong cuộc đời mới đẩy họ tới một cái mức bứt phá như vậy. Vậy thì hai câu cuối của bài thơ đó là: bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Nếu chẳng một phen xương, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt. Xương tức là xương trong cơ thể mình chứ không phải là xương ha. Cốt tức là xương. Nếu chẳng một phen đau buốt tới xương thì hoa mai không dễ tỏa mùi hương. Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Cái bản dịch đó của Ngô Tất Tố. Và tôi đã viết hai câu thơ đó ở bất cứ nơi nào mình ở để nhắc nhở phải tập đương đầu với gian nan, với khó khăn, không có chùn bước. Mình phải là một chiến binh tâm hồn, spiritual warrior. Một chiến binh thì không có tìm đường dễ để đi. Và tôi biết rất là rõ, mặc dù là có những lúc mình là không có hoàn toàn được, những con đường dễ nó không có đưa mình đến những cái giá trị tốt đẹp, bền vững. Nói một cách khác là những cái thứ bền vững tốt đẹp nó nằm phía sau những cái thử thách rất là cam go, rất là nghiệt ngã. Đời đá vàng mà, vàng nó ở trong đá đó, chứ đâu có nằm lộ liễu ngoài đường để cho mình nhặt đâu. Phải đập đá, trầy da tróc vải bao nhiêu năm tháng rồi mới tìm được ngọc, rồi mới mài, mài ngọc thì đó mới trở thành cái thứ hữu dụng được. Mà nếu chúng ta sống trong một cái giai đoạn quá nhiều sự tiện nghi, cái gì nó cũng dễ có được thì nó cũng dễ tan biến đi. Mà cái gì mà dễ có được thì chúng ta sẽ dễ mau chóng nhàm chán. Cho nên mình đừng có tập cho mình cái tính là dễ dàng có được. Đừng có đặt mình vào một cái điều kiện sống thuận lợi nhất có thể. Và những cái lúc mà điều kiện sống thuận lợi, muốn ăn có ăn, muốn ngủ có, niệm im, rồi muốn có người yêu thương, có người yêu thương, cái gì cũng có đủ sự phục vụ hết, thì con người mình nó sẽ trở nên tầm thường. Cái đó là một sự ràng buộc, thức ăn ràng buộc.